Sáng 4 tháng 10, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Hoanh, 53 tuổi, trú tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra liên quan đến vụ việc sát hại chồng rồi dựng hiện trường giả. Theo đó, ngày 20 tháng 9, bà Hoanh đến cơ quan chức năng trình báo chồng của bà là ông Huỳnh Hắc, 51 tuổi, bị giang hồ đòi nợ sát hại. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ chính bà Hoanh là hung thủ. Trước đó, vợ chồng bà Hoanh đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc chồng ngủ trưa, bà Hoanh cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến ông Hắc tử vong tại chỗ. Sau đó, bà nhanh chóng xóa dấu vết hiện trường và dựng chuyện ông Hắc bị giang hồ đòi nợ sát hại. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.